Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức mới. Ngay sau đây hãy cùng với mình cập nhật thông tin hot nhất có trong ngày hôm nay. Mới đây, Hùng Thuận tạo được nhiều sự chú ý với khán giả khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Qua cuộc trò chuyện lần này, nam diễn viên 37 tuổi có chia sẻ về những biến cố bản thân anh trải qua trong suốt 20 năm nổi tiếng với vai An trong đất phương Nam. Nam diễn viên cho biết bản thân trải qua cuộc thua lỗ khi lấn sân vào kinh doanh. Cụ thể, Hùng Thuận tâm sự, anh từng có quyết định liều lĩnh khi cầm hết số tiền dành dụm được để mở nhà hàng. Nhưng vì kinh nghiệm kinh doanh lần đầu non nớt khiến anh bị thua lỗ nặng. Không nản chí, Hùng Thuận sau đó quyết định tiếp tục mở nhà hàng. Lần anh góp vốn cùng với một vài người bạn. Tuy nhiên, vì bất đồng quan điểm giữa cả hai, nhà hàng tiếp tục đóng cửa. Chia sẻ về lần thua lỗ thứ hai, Hùng Thuận cho biết bản thân anh không hề cảm thấy tiếc nuối về tài sản mà chỉ cảm thấy tiếc nuối khi đánh mất một người bạn của mình. Nam diễn viên tâm sự, Thuận cảm thấy có chút tiếc nuối khi nói ra những lời cay đắng với người bạn cũ của mình. Mặc dù là mình đúng, nhưng phải chi mình tiết chế lại là tránh được tổn thương cho nhau. Được biết đến ngay từ những ngày còn bé với vai diễn An trong đất phương Nam, với gương mặt điển trai cùng diễn xuất ấn tượng, Hùng Thuận nhanh chóng được kỳ vọng trở thành tên tuổi lớn trong làng phim điện ảnh Việt thời điểm đó. Thế nhưng sau bộ phim, cái tên Hùng Thuận trở nên vô cùng nhạt nhòa với khán giả theo thời gian. Không thể phủ nhận vai diễn giúp Hùng Thuận có bước đệm vô cùng vững chắc trong nghề. Thế nhưng chính vai diễn trở thành cái bóng quá lớn khiến Hùng Thuận không vượt qua được những năm tháng đi đóng phim, dù tham gia rất nhiều những dự án tên tuổi, Cổng Mặt Trời, Dòng Đời. Hùng Thuận sau 20 năm vẫn vô cùng chật vật trên con đường diễn xuất, thậm chí còn bán hàng online để kiếm sống. Không những sự nghiệp mà con đường tình duyên của Hùng Thuận cũng không mấy suôn sẻ. Anh bộc bạch rằng, trong hôn nhân tôi là người ích kỷ, lúc đó tôi không biết phải yêu thương vợ mình thế nào. Để khi con trai ra đời, tôi mới yêu vợ thực sự. Ngay lúc tình cảm dành cho vợ nhiều thì công việc của tôi không có. Tôi trở nên tự ti, ích kỷ, cáu gắt với vợ. Tôi đã làm vụt mất tình yêu, sụp đổ mái nhà của mình. Kết hôn với Thanh Vân năm 2008, có với nhau một người con trai. Vì vậy, sau 6 năm chung sống, cả hai quyết định đường ai nấy đi, trở thành bố đơn thân của showbiz Việt. Dẫu vậy, cả hai nhiều lần tái hợp lại chia tay trong 2 năm đầu ly hôn. Đến năm 2017, Hùng Thuận bắt đầu mối quan hệ mới với bạn gái DJ xinh đẹp. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên nhau. Nam diễn viên công khai gọi bạn gái là bà xã trên trang cá nhân của mình. Từ khi quen biết, Hùng Thuận và bạn gái dành cho nhau rất nhiều thời gian để cùng đi du lịch, gặp gỡ bạn bè. Ở thời điểm này, dù thừa nhận bản thân gặp thất bại trong công việc lẫn tình cảm kể từ sau khi kết thúc vai diễn An trong đất phương Nam. Thế nhưng, Hùng Thuận cho biết bản thân anh không vì điều đó mà nản chí. Anh cho rằng đó là trải nghiệm anh may mắn được trải qua trước tuổi 30. Hiện tại, Hùng Thuận đang tiếp tục trong con đường diễn xuất và đang có chuyện tình đẹp bên bạn gái DJ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúng mình là tin tức mới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.